phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại một trong những cái dự án mà Hà Anh nãy có nói đó, coi như là thành tựu trong năm nay của cả hai luôn đó. Đó chính là hiệu ứng rất là tốt từ bộ phim Hoa Hồng Giấy. Yeah. Mặc dù chúng ta biết rằng là cái tuyến nhân vật chính ở đây là Hà Anh cùng với lại Quang Sự là cái cặp đôi mà hiện hữu nhiều nhất, nhưng mà tại sao không biết sự kết đôi của cả hai như thế này khiến cho mọi người cảm thấy là cả hai rất là đẹp đôi, đồng điệu lắm, cho nên là lại ship Hà Anh cùng với Samian. Tụi em cảm thấy như thế nào? Em nghĩ chắc là ship lộn rồi đó anh. Ship lộn hả? Tức dạ, ship lộn theo nghĩa nào đây? Dạ, nghĩa là đúng là thế nào? Nghĩa nào nó cũng đúng á, có nghĩa là em nghĩ là phải ship anh Sam với anh Sự. Ờ vậy hả? Yeah. Còn em chỉ là kiểu ngồi bên ngoài ngắm hai anh thôi. Kiểu ví dụ mà phỏng vấn hôm đó mà có anh Sự mà không có anh Sam thì anh Sự sẽ kiểu nhớ Sam quá. Còn hôm nay mà có anh Sam không có anh Sự thì anh Sam kiểu nhớ anh Sự quá, nhớ Upa quá. Nhớ ba quá. Nhưng mà đối với khán giả thì khác em. Khán giả thì coi phim, coi tác phẩm của mình thì rõ ràng cái điều mà mọi người ship Phong Linh, Trung Kiên là hai cái vai diễn của hai tụi em thì đó là cái điều may mắn, cái điều mà tụi em nên vui, đúng không? Thật sự rất là vui, bởi vì để mà trước khi mà quay bộ phim này thì em với anh Sự và anh Sam đều không có kết nối gì với nhau cả. Đó là lần đầu tiên cả ba làm việc cùng với nhau. Thì khi mà vào phim em cảm thấy rất là may mắn, bởi vì chỉ ngay cái cảnh quay đầu tiên thôi mà em với anh Sam khi mà đọc kịch bản thì cả hai đứa đều có một cái cảm xúc rất là lớn dành cho cái nhân vật này, dành cho Phong Linh cũng như là Trung Kiên. Hai đứa cứ kiểu mắt rưng rưng, xong rồi chị Huyền còn phải, chị đạo diễn còn phải trời ơi chưa diễn, hai đứa đừng có khóc. Khóc xong rồi lát nữa vô không có khóc được. Nhưng mà kiểu vẫn không có thể nào mà kìm được cái cảm xúc của mình dành cho cái nhân vật này. Bởi vì nó, đây là một cái cảm xúc rất là đẹp, một cái tình cảm rất là đẹp của Trung Kiên và Phong Linh. Khi mà mình là diễn viên và mình cảm nhận được điều đó thì tụi em cũng hy vọng là khi mình diễn cái vai diễn này thì khán giả cũng cảm nhận được những cái cảm xúc mà tụi em đã có cho bộ phim và mang đến cho khán giả. Phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media.